Thưa quý vị, Đà Nẵng đứng thứ tư cả nước về tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 10 tháng qua chuyển biến tích cực, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao. Trong tháng 10 năm 2022, Đà Nẵng đã cấp mới chứng nhận đăng ký cho 370 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ hơn 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 60% về số doanh nghiệp và tăng gần gấp đôi về vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho gần 4.000 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ đăng ký gần 20.000 tỷ đồng, tăng 32,2% về số lượng và tăng 37,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Đối với hồ sơ thành lập mới hiện nay là thời hạn là 3 ngày xử lý, thì ngoài cái phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Sở hợp đầu tư thì doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử. Đối với hồ sơ qua mạng điện tử thì chúng tôi cũng hỗ trợ xử lý sớm hơn so với lại cái hồ sơ nộp trực tiếp. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng có thể sau khi nộp hồ sơ nhận được kết quả chấp thuận hồ sơ qua email thì cũng có thể đăng ký trả kết quả qua đường bưu điện. Và do đó thì cái quy trình mà thành lập mới doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để thực hiện cái thủ tục hành chính thành lập mới doanh nghiệp và nhận kết quả ngay tại nhà, không cần phải di chuyển tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từng bước được phục hồi, các hoạt động đầu tư sôi động đã góp phần giúp Đà Nẵng thu ngân sách ấn tượng, vượt kế hoạch trước 2 tháng. Cụ thể, tổng thu ngân sách tới ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Đà Nẵng đạt gần 19.400 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2021. Các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 31.000 lao động. Để tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ, hội thảo chuyên đề, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Hiện nay trung tâm đã xây dựng các website cũng như là các Facebook của trung tâm, thì doanh nghiệp có thể là inbox vào các fanpage thì các cán bộ của trung tâm có thể là trực tiếp điện thoại tư vấn qua cho doanh nghiệp một cách rất là nhanh chóng. Điều này tiết kiệm thời gian cho đi lại cho doanh nghiệp rất là nhiều. Ngoài ra thì trong thời gian qua, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã phối hợp với bộ các đầu tư, các chuyên gia quản lý về kinh tế rất là nổi tiếng của Việt Nam tổ chức các chương trình khởi sự quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp. Thì các chương trình này đã thu hút từ đến 400 đến 500 doanh nghiệp tham dự. Cái việc cập nhật những kiến thức về chuyển đổi số và tham gia những chương trình như thế này thì rất là có ý nghĩa, giúp cho doanh nghiệp đánh giá về cái việc là mình cần thay đổi như thế nào, tái cấu trúc ra sao để giúp cho doanh nghiệp có thể là tồn tại và có những cái bước phát triển mới. Để hỗ trợ doanh nghiệp, hiện các sở ngành thành phố đang triển khai 15 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua, như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, chính sách phát triển công nghệ thông tin. Qua đó giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng chính sách của thành phố, sớm phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.